Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, miền Bắc trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ xuất hiện nhiều nơi, nhiệt độ cũng giảm xuống từ 1 đến 2 độ tùy từng khu vực. Dự báo trong đêm nay và sáng sớm ngày mai, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ lại có mưa nhỏ trải lại do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới tăng cường, tuy nhiên với cường độ yếu lệch đông, nên chủ yếu chỉ gây ra mưa cho các tỉnh thành khu vực ven biển ở phía Đông Bắc Bộ như các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định. Nhiệt độ ngày cũng giảm nhẹ còn từ 19 đến 21 độ. Với khu vực đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, khoảng gần sáng mai có mưa nhỏ rải rác, đến trưa chiều trời khô ráo hơn và nhiệt độ cao hơn một chút ở mức từ 21 đến 24 độ. Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, nên ngày mai trời vẫn còn có nắng nhẹ về trưa chiều với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Dự báo đến cuối tuần này sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới nữa cực mạnh tiếp tục dồn xuống Bắc Bộ. Lùi xuống khu vực miền Trung, khối không khí lạnh yếu cũng khiến cho vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Nghệ An nhiều mây hơn về đêm và sáng mai. Tuy nhiên nhiệt độ ban ngày thì không thay đổi nhiều, dao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế nằm vùng ngoài tác động của khối không khí lạnh nên trời vẫn còn có nắng, nhiệt độ ngày cao từ 25 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận cũng có nắng từ sớm nên nhiệt độ ngày cao từ 28 đến 31 độ. Lùi xuống phía Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai trời cũng có nắng sớm với cường độ nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, cục bộ sẽ có nơi nóng nhẹ ở các tỉnh miền Đông với mức nhiệt phổ biến khoảng từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ngoài khơi từ Bình Định đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.